Rồi, ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay lại có một video bán điện thoại nữa nha quý vị. Nhưng mà máy tính bảng thì đợt này bên em hết rồi mọi người ơi. Qua lấy máy tính bảng mà không có hàng nên thôi, chỉ bán điện thoại thôi nha. Hai số điện thoại mua hàng bên em là 076 734 7340, 0902 930 252 nha mọi người. Anh chị nào mà coi video mà thấy ưng con nào thì vui lòng gọi trực tiếp nha mọi người. Đừng có nhắn tin trên YouTube với lại nhắn tin điện thoại em coi không có kịp em trả lời. Nhiều khi người ta mua hết á thì có gọi trực tiếp đi. Tại vì cuộc gọi nó không có nhiêu tiền á, mọi người nhắn em trả lời không có kịp. Rồi vô cây đầu tiên nha mọi người. Oppo Neo 7 có ốp lưng, cường lực khách bán lại. Thì có sao thì em bán vậy thôi. Đó. Em dán đề can luôn cho mọi người đẹp luôn nè. Bốn góc là không cứng không móp. Có chạy nhưng mà không có bị móp nha mọi người. Đó, mặt bên trước có dán cường lực à. Nhưng mà cường lực nó bị nứt nha mọi người. Cái cường lực bị nứt chứ không phải kính bị nứt nha. Có sai view vậy cho mọi người coi. Đây nè, cường lực nó bị nứt ngay chỗ này. Đó, cái này là nứt cường lực nha mọi người. Đó, có sao báo vậy. Gắn ốp lưng vô xài đẹp. Thì khách bán có ốp lưng thì em bán cho mọi người có ốp lưng thôi. Mặt trước thì đã dán cường lực. Này. Oppo Neo 7. Màn hình 5 inch. RAM 1 bộ trong 16 pin 2004, camera sau 8 chấm, camera trước 5 chấm. Chip MediaTek bình thường. Chơi game nhẹ được nha mọi người. Chơi Temple Run đồ chém trái cây thì được. Chứ Liên Quân là không có chơi được nha quý vị. Chứ đừng đòi mua con này mà chơi Liên Quân là thua nha. Cam trước 8 chấm. Cam sau 8 chấm. Cam trước 5 chấm. Chi tiết cũng ok nha mọi người. Chuẩn hết á, em test rồi. 5 chấm. Trời nó sáng đẹp dữ vậy. Hàng chính hãng, 2 sim, thẻ nhớ đầy đủ. Loa liệt thì dưới đây có ốp lưng luôn nha mọi người. Oppo Neo 7 full tính năng 2 sim. Có phụ kiện thì em bán có phụ kiện. Con này có cường lực ốp lưng nhưng mà cường lực bị nứt. Đó báo luôn. Còn sạc cáp thì không có nha mọi người. Bên em không có bán sạc cáp nữa nha mọi người. Không có tặng sạc cáp nữa. Dù anh chị muốn mua thêm cái máy á, thì bộ sạc cổng micro là 40.000. Tại vì em qua kia lấy nó không có cho phụ kiện nữa nên em không có phụ kiện nên em tặng. Oppo Neo 7 hôm nay em bán giá là 690.000 nha mọi người. 690 Neo 7. Tại hồi xưa mua thì nó có cho phụ kiện thì em tặng, còn bây giờ nó không cho nữa thì chịu thôi, chứ em đâu bỏ tiền túi ra mua, mắc lắm mọi người. Đây một con G2 RAM, mặt trước có chạy. Mặt sau vỏ dạng 3D màu hồng nha mọi người. Bốn góc không cứng không móp. Mặt sau thì nó có xước đây nè. Đó. Ghi chi tiết luôn cho mọi người coi cho dễ. Con này là Galaxy Z2 RAM, màn hình 5 inch, RAM 1.5, ROM 8GB, pin được 2006, camera 8.5 chấm bằng với con Oppo Neo 7 nha mọi người. Camera. Chi tiết ok nha. Cam trước 5 chấm. Để gọi video call hay là chụp hình cũng được. Con này chụp hình xài được cũng được mà. 5 chấm bình thường. Cảm ứng âm thanh. Hoa liếc ok hết. Galaxy Z2 RAM màn hình 5 inch, 2 sim, hàng chính hãng, thẻ nhớ đầy đủ. Con này hôm nay em bán giá 690.000 nha mọi người. 690 G2 RAM. Pin nó trâu hơn con Neo 7 thôi. Rồi một con Oppo Mio 5. Mặt lưng sau đẹp. Mặt lưng trước kính đẹp. Không chạy. Nhưng mà bốn góc thì nó có chốc sơn nè. Nó như con Oppo Neo 7 mọi người. Người ta xài không xài ốp lưng thì mình phải chịu thôi. Oppo Mio 5. Màu trắng ngọc trinh. Màn hình 5 inch, RAM 2 bổ trong được 16, chip Snapdragon 410, 3G, 4G đầy đủ. Pin con này 2420 nha mọi người. Camera, cam trước 5 chấm, cam sau 8 chấm, cũng y chang con Neo 7 luôn. Mà Mio 5 này thì được cái cấu hình RAM nó được 2GB. Cảm ứng, không lạnh không được. Phần mềm em cập nhật hết rồi nha mọi người, Facebook, Messenger, Zalo em cập nhật hết rồi. Mua về là xài thôi. Còn nếu mọi người muốn chơi game thì cải thêm game, tùy mỗi người thôi. Chuẩn.
camera trước 5 chấm. Quá đẹp. Ra clip. Đó, nếu anh chị mà muốn dán đề can máy nào cũng được, mua máy nào cũng muốn dán đề can á, em dán đề can full cho mọi người luôn ha. Xài cho nó đỡ chạy máy. Oppo Mio 5. Giá bán của nó là 750.000 nha mọi người. Mio 5 750.000, không này là khung thép. Rồi một con Oppo Neo 9. Oppo Neo 9 vỏ zin hơi xấu. Thích thì em dán full cho mọi người. Mặt nước trước có chạy này, chạy đây đó. Bốn góc không cứng không mất. Neo 9, Neo 9 thì cấu hình nó sao ta? Oppo Neo 9 A37 màn hình 5 inch, độ giải được HD, RAM 2 bổ trong 16 luôn, chip Snapdragon 410 bằng con này luôn. Camera sau 8 chấm, cam trước 5 chấm luôn, pin 2630, pin thì nó lớn hơn xíu. Cam trước 5 chấm nè. Xuất sắc. Cam sau. Chụp chiếc chết nhìn coi. Chi tiết. Căng cực, căng cực. Cảm ơn, ok ha. Oppo Neo 9 hôm nay em bán vẫn giá cũ mọi người, 800k nha mọi người. Neo 9 màu vàng, vỏ xấu. Rồi một cây Lenovo màu đen, Lenovo K3 Note, mở lưng trước kính đẹp, bốn góc là không cứng không móp. Hay Lenovo K3 Note màn hình 5,5 inch, độ phân giải Full HD, RAM 2 bổ trong 16, pin 3000, camera sau 13, camera trước 5. Chi tiết 13 chấm nha mọi người. Con này RAM 2 16 màn hình lớn. Camera trước 5 chấm, không bằng Oppo nhưng mà chụp nhìn cũng được. Đó, không có bằng mấy con Oppo nha mọi người. Cam trước của mấy con Lenovo này không bằng Oppo. Có sai em sẽ báo vậy cho quý vị luôn. Cảm ứng là không loạn không lẹ. Có tiếng Việt đầy đủ nha mọi người. 2 sim luôn, thẻ nhớ riêng luôn. La liếc là ok hết. Lenovo K3 Note màn hình 5,5 inch, Full HD, RAM 2 16, chip chơi game nhẹ được nha mọi người. Pin 3000, Lenovo K3 Note. Giá bán của nó là 830.000, 830 nha mọi người. Hôm bữa có con màu vàng á, hôm nay con màu đen. Rồi tiếp theo, một con Thiên Hà Ghi Chú 3. Galaxy Note 3, vỏ hơi chạy. Mặt trước thì kính nhìn ổn, có xước lông mèo nhưng mà nhìn cũng ổn định nha mọi người. Galaxy Note 3. Con này RAM 3 bổ trong 32, camera sau 13, camera trước 2, màn hình 5,7 inch AMOLED Full HD. Pin con này 3200. Con này bút S Pen nha mọi người. Vẫn còn ok nha, vẫn còn xài được nha. Loa liếc chuẩn. Camera coi, test cam coi. 13 chấm. Cam trước thì bình thường. Cam sau 13 chấm thì chụp đẹp. Chuẩn chưa? Cam trước 2 chấm. 2 chấm. Galaxy Note 3 RAM 332 màn hình lớn 5,7 inch. Con này hôm nay em bán với giá là 880.000 nha mọi người. 880 Note 3, hàng chính hãng Việt Nam, Samsung chính hãng Việt Nam luôn á. Mấy bữa bán sách tay nhưng mà con này chính hãng thì giá cao hơn xíu. Rồi được một con Xiaomi Mi 4 khung viền thép, vỏ mặt trước dán cường lực rồi mọi người, bốn góc và không cứng không móp. Tại vì thép mà lấy gì nó móp, dễ gì nó móp. Đó có lần luôn thì em mua của khách sao thì em bán lại vậy thôi. Nút gù bên đây, con này bị cái một sim nha mọi người. Xiaomi Mi 4 màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD, một sim RAM 3 bổ trong 16, chip Snapdragon 801. Pin con này được 3000, camera trước 8 chấm, camera sau 13 chấm. Full tính năng, một sim duy nhất không có thẻ nhớ, RAM 3 16.
Ai mà xài Mi 4 rồi thì biết nha, con này không gắn được thẻ nhớ nha mọi người. Chụp chiếc Z ngàn. Ok ha. Cam trước 8 chấm. Đẹp. Cam trước đẹp. Đó. 8 chấm. Âm thanh. Một sim duy nhất nha mọi người. Tiếng Việt đầy đủ. RAM 3, 416, Mi 4. Xài siêu bền. Loa liếc vẫn còn chuẩn. Xiaomi Mi 4. Hôm nay em bán với giá là 930.000. RAM 3, 416, 930 nha mọi người. Chip chơi game được. Màn hình 5 inch Full HD. Xem phim YouTube, Facebook đầy đủ. Rồi một con Samsung Z3 Pro. Vỏ đẹp. Không một vết chày. Tại tính ra vỏ này, con này nó thay vỏ nha mọi người. Cái này vỏ thay nha. Mặt bên trước kính đẹp. Đó, hàng vỏ thay thì em báo vỏ thay. Galaxy Z3 Pro, màn hình 5 inch HD, RAM 2 bổ trong 16, camera 13, cam trước 5, pin con này 2400, hàng chính hãng, 2 sim, thẻ nhớ riêng đầy đủ. Cảm ứng không loạn không được. Con này thì nhỏ gọn. Này nữ xài được, còn cái con này cũng 5 inch mà nó hơi vuông nhất nam tính thì mấy nam xài. Cam 13 nè. Chi tiết chưa? Chi tiết chưa? Cam trước 5 chấm, bình thường. Quá bình thường. Âm thanh. Là bình thường. Con này nguyên khối nha mọi người. Con này lấy sim là chọt sim bên đây nha. Thiết kế nguyên khối nha, chứ không phải là tháo nắp lưng. Z3 Pro 1.050.000. Z3 Pro 1050 nha mọi người. Samsung Z7 2015. Mặt lưng trước kính đẹp, mặt lưng sau vỏ đẹp. Bốn góc không cứng không mớp. Con này cấu hình nó làm sao? Z7 2015, màn hình 5.5 inch HD, RAM 1.5, ROM 16, pin 3000, camera sau 13, camera trước 5, chip Exynos bình thường, chơi game được. Đó, con nào chơi game được thì báo chơi game được nha. Cảm ứng không loạn không liệt. Camera 5 chấm, quá xuất sắc. Camera sau 13 chấm. Chụp chiếc Z ngàn coi. Chi tiết ok. Cũng hàng chính hãng, 2 sim thẻ nhớ luôn. Con này thì lại bên đây. Con này thì tháo nắp lưng ra gắn sim nha mọi người. Còn con này thì nguyên khối. Galaxy Z7 2015. Giá bán của nó là 1.050.000 luôn. Bằng với Z3 Pro. Đó, ai thích nhỏ gọn thì mua Z3 Pro. Còn ai thích lớn thì mua Z7 25 nha mọi người. Rồi địa chỉ mua hàng bên em là 116-55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì anh chị nào tới mua hàng trực tiếp á, thì vui lòng gọi trước một trong hai số điện thoại 076-734-7340, 0902-930-252 nha. Tại vì trong tuần thì em đi làm á, nếu mà anh chị tới á, thì gọi cho em trước để em kêu mẹ em lấy máy cho mọi người xem nha. Còn nếu mà muốn gặp em á, thì sau 6 giờ tối từ thứ hai đến 6, còn thứ bảy chủ nhật thì muốn tới giờ nào thì gọi em trước, em ở nhà em đợi nha mọi người. Rồi bên em cũng có giao hàng thu COD toàn quốc nha, nhưng mà đức COD á, giao hàng thu tiền tận nhà á, thì mọi người phải đặt cọc trước cho em. Đối với khách hàng mới phải đặt cọc. Nếu mà đơn nào dưới 2 triệu á, thì đặt cọc 50.000, thẻ điện thoại Mobi, Viettel, Vina, chuyển tài khoản Momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng nha. Còn nếu mà đơn nào trên 2 triệu thì đặt cọc 100.000. Còn đối với khách hàng cũ á, thì chỉ cần mua con nào gọi chốt em sẽ giao luôn, khỏi phải đặt cọc. Thì chủ yếu là khách hàng mới thì bắt buộc phải đặt cọc để lấy niềm tin thôi mọi người. Rồi ok ha. Thêm một con Sony chính hãng nữa. Đó sao có chạy nên dán full đề can cho quý vị luôn. Mặt trước kính đẹp. Con này là... Đây con này cấu hình của nó. Sony Xperia X. Màn hình 5 inch Full HD.
RAM 3 bổ trong được 64, chip Snapdragon 650. Chơi game liên quân được nha mọi người. Camera sau 23, camera trước 13, pin con này 2006, hàng chính hãng Việt Nam. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Màn hình nhỏ gọn Sony 5 inch. Để qua đây coi. Camera 13. Camera sau 23 nè, để em chụp nè. Chi tiết nè. Chi tiết nó căng luôn nha quý vị. Camera sau 23, camera trước 13 MP. Chuẩn. Âm thanh thì giảm độ sáng cái nó tối hù cho bay bay. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ nha mọi người. Con này hàng chính hãng thì em báo chính hãng. Loa liếc ok, màn hình 5 inch sáng đẹp. Có vân tay nha mọi người. Vân tay bên đây. Cài vân tay nếu mà anh chị cầm bên tay trái á thì cài ngón này. Ngón này nè, hoặc ngón này. Hai ngón này nha. Còn nếu mà cầm bên tay phải thì cài ngón cái. Chứ nó không có như mấy cái cảm biến truyền thống á mọi người. Ví dụ cảm biến nằm ngay đây phải không? Mình cài ngón này. Còn nếu mà mình xài mấy con Sony á, cảm biến bên hông á, cài ngón này với lại một trong hai ngón này. Nếu mà anh chị nào thuận ngón này thì cài ngón này, cài ngón này. Chứ đừng cài ngón này nha, cài ngón này phải lựa ra vậy quẹo cài mới được. Xperia X RAM 3 bổ trong 64, chip chơi game liên quân PUBG đều chơi được, nhưng mà FPS 30 thôi, không có được cao. Thì con này hôm nay em bán với giá là 1.100.000 nha mọi người, 1.100.000. Hàng chính hãng. Rồi, một con Sony Z3 hàng Docomo Nhật, nhưng mà nó đã cài ROM của quốc tế rồi nên không có áp rác. Đó. Máy nào cài không có áp rác thì em báo là không áp rác, còn máy nào mà cài có áp rác thì em báo. Sony Xperia Z3. Con này thì có hai mặt kính. Mặt lưng trước mặt kính nha quý vị. Mặt lưng sau có mặt kính nha. Còn con này mặt lưng sau là kim loại. Nó bị chày thì phải dán. Con này mặt kính đẹp, vuông góc sexy. Trắng ngọc trinh luôn. Sony Z3 màn hình 5.2 inch Full HD, RAM 3 bổ trong 16, chip Snapdragon 801, pin 3001, camera 20.7, camera trước 2.2. Camera trước thì xấu hơn con kia nha. Camera sau 20.7 thì chụp đẹp, chụp giữ chắc tay, chi tiết nét. Camera trước 2 chấm bình thường. Cảm ứng không loạn không liệt. Phần mềm em muốn cập nhật hết rồi, mấy cái phần mềm thông dụng nè, Facebook, Messenger, Zalo, YouTube là em tải sẵn cho mọi người rồi nha. Về là chỉ cần xài thôi. Còn nếu muốn chơi game á thì vô cài đặt, thêm tài khoản vô. Thêm tài khoản Google vô thì cài. Ok ha. Âm thanh. Loa liếc vẫn còn chuẩn. Sony Z3 vẫn giá cũ thôi, 1.100.000. 1.100.000, không có nói nhiều. Rồi Z3 xong rồi tới con gì đây? Tới con Z5 đi. Z5 chính hãng Việt Nam luôn, màu vàng. Bốn góc cũng không cứng không mớp. Mấy con này em đánh giá cỡ 97 á. Ở lưng trước kính đẹp luôn nè. Sony Z5 2 sim. Con này 2 sim nha, bữa bán con kia 1 sim nhưng mà con này 2 sim thì giá cao hơn xíu. Chính hãng Việt Nam luôn. Màn hình 5.2 inch, độ phân giải Full HD. Nói chung là màn hình Z3, Z4, Z2, Z5 là nó giống nhau hết mọi người. RAM 3 bổ trong 32, chip Snapdragon 810. Pin con này có 2009 thôi nha. Camera sau 23, camera trước 5. Đó, có sai báo vậy, pin con này 2009. Z5, 2 sim. Trời ơi, chi tiết rồi. Nội cha ơi, bà nội cha ơi, chi tiết rồi. Trời ơi, chi tiết rồi. Ôi nét cái gì ta. Camera trước 5 chấm. Cảm ứng. Con này thì nó vuông hơn con Z3 xíu quý vị. Con này nè. Hai con. Cái khung viền của nó nè. Nó hơi vuông hơn con Z3 xíu. Con Z3 thì nó bầu quá. Con này thì nó vuông hơn. Con này đừng cái có vân tay. Z3 không có vân tay. Vân tay vẫn bên đây luôn. Nó giống như vậy. Cài một trong hai bên đây. Kính luôn. Bên trong là kính. Cái này là kính nhưng mà kính nhám nha mọi người. Kính nhám chống bán vân tay. Z5 2 sim hàng chính hãng Việt Nam. Đây, 2 sim thấy không? Hai chữ 2 sim không? Là xài được 2 sim. Đó. Còn nếu mà ghi không ghi 2 sim
là xài được một sim, quá nhẹ nhàng. Và liếc ok, Sony thì nó có thêm cái nút chụp hình ở đây nè, đó, để vô chụp, bấm cái cạch, lâu ảnh, lấy tiền, chi tiết quá chuẩn, Z5. Con này hôm nay em bán giá 1.250.000 nha mọi người. Sony Z5 29 hãng 2 sim 1.250. Thêm bữa là tại vì một sim nên giá rẻ, còn con này 2 sim thì giá cao. Rồi, được một con Sony nữa. Hôm nay là lễ hội Sony luôn nha quý vị. Mặt đứng trước kính đẹp nè. Mặt đứng sau nè. Kính đẹp nè. Không chày nè. Có xước lông mèo nha mọi người. Chứ đừng nói không chày, có xước lông mèo, bốn góc không cứng không móp. Con này là con gì? Sony Xperia Z5 Premium, RAM 3 bổ trong 32 luôn, pin 3400, chip Snapdragon 810. Nó ra chung với dòng Z5 á, nhưng mà con này màn hình 5.5 inch, camera y chang 23 năm, cũng y chang Z5 không khác gì hết. Mấy con này màn hình lớn 5.5 inch, một sim, tại cái này nhà mạng Nhật Docomo nè, nó còn một số áp rác nè, mấy cái này em không xóa được. Docomo mail mẹ gì nè, không xóa được thì để, còn cái này em xóa được, em xóa hết cho quý vị rồi. Phần mềm làm cài Facebook, Messenger, Zalo, gắn sim, cài mạng 3G, 4G đầy đủ rồi nha mọi người. Mua về là chỉ lắp sim vô xài thôi. Với lại nhớ chọn nhà mạng nha, ví dụ Viettel thì chọn cái cục sóng Viettel là mở được 4G, còn nếu mà Mobi thì chọn cái cục Mobi thì mở được 4G. Em đã cài sẵn hết rồi. Chi tiết nè. Trời ơi, đẹp chưa quý vị. Cam trước thì 5 chấm, cũng y chang Z5 thôi. Nhưng mà con này tại nhà mạng Nhật một sim. Cảm ứng không lạng không liệt âm thanh. Muốn lớn thì xài những này. Lý chuẩn, màn hình 5.5 inch, sáng đẹp, ngoại hình đánh giá cỡ 95-96 nha mọi người. Z5 Premium màu đen, hôm nay em bán giá là 1.350.000 nha mọi người. Một sim duy nhất 1.350, Z5 Premium, màn hình lớn, sáng đẹp. Rồi, một con HTC vỏ đẹp 99%, bốn góc là không cứng không móp, mặt đứng trước kính đẹp luôn. Đó, HTC 10 Evo, màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K, RAM 3 bổ trong 32, pin con này 3200, chip Snapdragon 810, cũng giống y chang Sony luôn. Con này không có dắt cắm tai nghe nha mọi người, nó chỉ có cổng sạc Type-C thôi, không có dắt cắm tai nghe. Mấy con này thì có. HTC 99%, cảm ứng là không loạn không liệt, camera. Xuất sắc. Chi tiết ok nha mọi người, âm thanh. Con này vỏ 99 nha, mấy 99% á. La liếc ok hết, vân tay hãy nằm trên đây nha. Nó có vân tay đây nè. HTC 10 Evo, hôm nay em bán giá là 1.250.000 nha mọi người. 10 Evo 1.250.000. Rồi, một con Huawei Nova 2i, mặt đứng trước kính đẹp, mặt đứng sau vỏ hơi chạy nên em dán đầy can full, bốn góc là không có cứng không có móp nha mọi người. Đây, Nova 2i, cấu hình của nó là màn hình 6 inch, độ phân giải Full HD, RAM 4 bổ trong 64, camera sau 16, camera trước 13, pin con này 3340, trâu bò. Nói chung là mình xài chơi game Liên Quân, PUBG đều được nha mọi người, màn hình tỷ lệ mới. Cảm ứng không lạng không liệt, camera 16.2 chấm, nhưng mà mọi người chụp được cái cam 16 rồi, tại cái cam 2 chấm ít khi nào dùng. Camera trước 13, Nova 2i. Rồi, để tắt cái loa nha quý vị.
ra clip ok hết, màn hình tỷ lệ mới 6 inch luôn á, mà cầm nhỏ gọn. Nova 2i, giá bán của nó hôm nay là 1.350.000. Rồi một con XA1 Blade, vỏ sao hơi chày, thì hôm nay bán giá rẻ nha mọi người. Nếu mà thích thì em dán này can cho mọi người luôn, thì nó đẹp. Màn hình trước thì kính đẹp, XA1 Blade, màn hình 5.5 inch, độ phân giải Full HD, RAM 4 bổ trong 32, pin con này 3430, chip Helio B20, camera sau 23, camera trước 8. Camera sau nó giống như lại con Z5 á mọi người, nó sử dụng lại cái cụm cam của con Z5 á. Hàng chính hãng, 2 sim luôn. Chi tiết nét căng. Camera trước 8 chấm. Cảm ứng không loạn không liệt, âm thanh. Và liệu ok hết, RAM 4 bổ trong 32. Xperia XA1 Blade, mặt lưng sao hơi chạy nha mọi người. Đó, có size view vậy luôn. Bốn góc thì không có cứng, tại người ta không sợ ấp lưng đó, thì nó chịu thôi. Mặt lưng trước thì kính đẹp. XA1 Blade hôm nay em bán giá 1.400.000 nha mọi người. Thì vỏ xấu thì em bán giảm 100, còn vỏ đẹp thì em bán giá khác. Rồi, một con siêu to khổng lồ bà Tân Vlog. Con này là Sony Xperia XA1 Ultra, màn hình 6 inch, tỷ lệ cũ, ra thấy không? Hai con khác nhau nha mọi người. Này con này tỷ lệ mới nè, nó xíu xíu à. À, con này tỷ lệ cũ nó bự, đặt con này vô con này luôn, cũng màn hình 6 inch thôi. Đó thấy không? Lọt thảm trong con này luôn. Nhưng mà tỷ lệ cũ nha. RAM 4 bổ trong 64, chip Helio B20, camera sau 23, camera trước 16, pin con này 2007. Cái này nó ra chung với lại XA1 Blade đó mọi người. Cảm ứng không loạn không liệt. Nhưng mà con này không có vân tay nha. Con này bình thường không có vân tay nha. Con này có vân tay. Đó. Chip y chang, cấu hình y chang nhau. RAM 4 con này được cái bổ trong 64, còn con kia bổ trong 32. Đây. Chi tiết ok hết. Camera sau được cái 13, camera trước được cái 13. Chuẩn nét. Con này đựng cái mà mọi người. Mọi người thấy cái viền màn hình không? Cái viền màn hình mỏng lét. Là liếc chuẩn hết, màn hình 6 inch lớn luôn. Máy vỏ sau thì cái nắp sau thay nắp mới nha mọi người. Tại cái nắp kia nó chạy quá. Nắp sau thay nắp mới. Mà lần trước thì kính đẹp. XA1 Ultra, RAM 4 bổ trong 64, màn hình siêu to khổng lồ. 6 inch. Full HD. Con này hôm nay em bán giá là 1.650.000 nha mọi người. 1.650. Rồi một cây Samsung F7S. Galaxy S7F, RAM 4 bổ trong 32, con này 2 sim, màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K, pin con này 3600, camera 12 năm. Nói chung là camera xuất sắc đó mọi người. Xuất sắc chưa? Camera trước 5 chấm, bình thường. Cảm ứng không loạn không liệt. Màn hình cong luôn nha mọi người, con này màn hình cong nha. 2 sim. Và liếc chuẩn hết. Con này 2 sim đây. 2 sim. Nhưng mà cái sim kia phải bào qua. Bốn góc là không có cứng không mớp. Bào đứng trước kính đẹp luôn á. Kính sau. Đây, con này bị tình trạng là nó lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Có lưu ảnh nhẹ nè. Nó có lưu ảnh nhẹ đây, 2 sim lưu ảnh nhẹ.
con này tại bữa giao cho khách mà không lấy trả về nên hôm nay bán giảm giá cho mọi người. Hôm bữa bán 2.150.000, hôm nay giảm 100.000 cho mọi người luôn, còn 2.050.000 nha mọi người. Galaxy S7 Edge 2 SIM 2.050.000, mặt lưng trước kính đẹp, RAM 4 bổ trong 32 thôi nha, 2 SIM full tính năng 2.050.000. Rồi máy tính bảng đường cặp Huawei T1 hết sạch luôn rồi đó, không còn tab 3 tab 4 không còn gì hết nha. Đây giới thiệu con này đi, bốn góc không cứng không móp, lưng sau thì có chày nha mọi người, mà lưng trước kính thì để em coi view cho mọi người, kính đẹp, mà lưng trước kính đẹp nha. Như cái nào ta, cái này chứ, để nó xuống đây. Huawei MediaPad T18 inch, đây màn hình 8 inch, RAM 1 bổ trong 8, camera trước 0.3, camera sau 5, pin con này 4.800-5.000. Pin con này trâu hơn mấy con tab 4 nhiều, mà tại quý vị khoái mua tab 4 thôi chứ thực tế thấy mua con này xài ok hơn nè. Gắn sim bên đây nha, sim thẻ nhớ bên đây, camera 5 chấm, cam trước nè 3 chấm thì bình thường, 5 chấm đây thì đẹp, đây cam sau, cam trước 3 chấm thì bình thường, gắn sim thẻ nhớ nghe gọi ok, 3G 4G đầy đủ. Loa trên đây chuẩn đét, hai con y chang nhau cũng khác mẹ hết. Huawei MediaPad T18 inch, giá của nó là 850.000 một con, nếu mà ai mua hai con thì giá là 1.700.000 vậy thôi. Rồi cuối cùng được một cây iPad nha mọi người, full phụ kiện, sạc, cáp, cường lực, ốp lưng, có dán cường lực rồi nha mọi người, này dán cường lực rồi cho mọi người luôn. Nhặt lưng sau đẹp không chạy luôn. iPad, con này là iPad 4 bản only wifi nha mọi người, con này chỉ có wifi thôi nha, ai muốn mua 4G thì mắc lắm, 4G nó có 3 triệu luôn. Thì cái này tại vì con này thực tế nó quá nặng mọi người, đem đi ra ngoài cũng không được gì hết á. Đây cho mọi người coi, giới thiệu con này là iPad 4, RAM 1 bổ trong được 16, only wifi, phần mềm em cài đặt là Facebook, Zalo, Messenger, YouTube cho mọi người rồi, thấy không? Mọi người mua về là chỉ cần xài thôi. RAM 1 bổ trong được 16, full tính năng, camera vẫn còn tốt, camera trước nè. iPad thì được cái camera nó đẹp hơn mấy cái dòng mà máy tính bảng Android quý vị. Nè, cho quý vị coi YouTube thử cái nè, tết loa liếc luôn. Em mua phụ kiện của nó phải sạc luôn. Đây, em mua phụ kiện của nó là cho cục sạc iPad luôn nha, nhưng mà zin không zin thì em không biết, tại em mua thì nó đưa sao thì em bán vậy thôi. Sạc cáp đủ, cường lực dán rồi, có ốp lưng. iPad 4 only wifi, giá bán của nó là 2.250.000. 2.250.000 nha mọi người. iPad 4. Rồi, ok, hôm nay em chỉ có một số máy giới thiệu cho mọi người thôi nha. Nếu mà mình đăng ý á thì gọi trực tiếp một trong hai số em để ở dưới nha. Còn nếu mà chưa đăng ý á thì để video sau nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người video sau.